Hello students. Welcome back to English for Grade 6. Today we are going to continue with lesson 1 of unit 5 Natural Wonders of the World. Uh, chào các con. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học uh, bài 1 của unit 5 và sẽ xem là trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ có uh, những nội dung nào nhé. Đây là buổi học đầu tiên của Unit 5, vì vậy cho nên nội dung của hôm nay cũng khá là nhẹ nhàng. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiếp tục với một cặp uh, phiên âm khác trong tiếng Anh mà chúng ta sẽ cần phải luyện để phiên đọc uh, phát âm. Hai cái cặp uh, cái cặp âm này cho nó thật là đúng, đấy là chính là cặp âm T và st, Ok uh, rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với lại làm quen với các cái uh, từ vựng liên quan đến chủ đề travel, okay liên quan đến cái topic của unit 5, natural wonders of the world, okay. Uh, nào hôm trước thì chúng ta đã được làm quen với các cái cặp âm là i và y hai âm này được gọi là một cặp âm bởi vì nó là một âm y ngắn và một âm là âm y dài, ok? À, thế còn hôm nay thì chúng ta lại là sẽ làm quen với và ok? Thế thì ở đây cô gọi tạm là một cặp âm nhưng mà thật ra thì đây là một âm chính và đây là một âm phụ đi kèm cùng với nó, ok? Có nghĩa là à, có thể uh, đi ghép hai âm lại với nhau tạo thành âm uh, um, t, ok, nào, trong cái âm um t và âm um t này thì đầu tiên là các con sẽ cần phải phát âm thật đúng âm um, t uh, ở trong tiếng anh cái đã, âm này gần gần giống với âm um, t uh, ở trong tiếng việt tuy nhiên âm này sẽ trong tiếng anh sẽ bật hơi nặng hơn ok bởi vì đây được gọi là một âm bật hơi trong tiếng anh và bật hơi có nghĩa là khi mà đã gọi là bật hơi thì có nghĩa là khi mà phát âm âm này các con sẽ phải cảm thấy rằng là à, cái à, hơi từ trong miệng mình nó bật ra một cách dứt à, khoát à, ví dụ như thế này cụ thể là như thế này à, âm khi muốn phát âm âm này thì cái phần đầu lưỡi của các con sẽ phải chạm lên trên cái phần vòm của miệng mình vòm 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 miệng mình ok thì cô ví dụ đây đang là à, đây đang là vòm miệng đây đang cái này đang là vòm miệng thì cái phần lưỡi của con đầu của phần lưỡi của các con sẽ phải chạm phần cái cái phần vòm lưỡi như thế này và hai bên lưỡi thì chạm vào hai hàm hai bên ok hai hàm trên và sau đấy chúng ta sẽ đẩy hơi ra ok đẩy hơi ra nhưng mà bởi vì cái phần đầu lưỡi nó chạm vào cái vòng lưỡi cho nên nó sẽ là đẩy hơi ra nhưng mà lại giữ hơi lại ok như thế này ok như vậy các con sẽ thấy là âm nó được đi ra nhưng mà một phần nó sẽ là bị giữ lại bởi cái âm À, bởi cái phần vì cái phần đầu lưỡi nó chạm vào phần vòng miệng của chúng ta, ok à, nói cô giải thích thì nghe có thể là hơi hơi trừu tượng một chút tuy nhiên các con cứ à, thực hành theo cái hướng dẫn đó và nhớ là âm um, các con muốn kiểm tra xem là mình đã đọc đúng hay chưa thì có thể đặt một tờ giấy A4 ở trước miệng như thế này và nếu như mà khi các con phát âm cái từ từ âm âm này và cái tờ giấy A4 đấy nó bay thì có nghĩa là có nghĩa là các con đã đọc đúng rồi đấy ok lại một lần nữa nào dễ mà đúng không nhở ok thế thì cái âm này sẽ các con sẽ nhìn thấy trong trường hợp nào phần lớn trong các cái từ mà có chữ T thì cái chữ T đấy, chữ cái T đấy ở trong cái từ đó nó sẽ được phát âm tương ứng với âm T ở trong tiếng Anh. Ok. Thế nhưng mà à, cô muốn lưu ý và gợi ý cho các con một điều đấy là cái âm T này, cái 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 chữ tờ, chữ cái tờ này và thường là được viết và bởi âm T. Ok này thì thường là được phát âm một cách trọn vẹn à, là âm t, okay? t như thế này khi mà nó nằm trong chữ tờ đấy nó nằm trong cái phần lá phần phần trọng âm của một từ ví dụ ở đây chúng ta có từ telephone, telephone, ok thế thì ở đây chữ phần âm t và m e t telephone thì đây là trọng âm của từ vì vậy cho nên âm tờ ở đây âm t âm t ok ở đây phát âm rất là trọn vẹn đúng như cái âm t mà chúng ta vừa mới được học ok t e t e thành telephone telephone không chỉ đọc đơn thuần là telephone ok hoặc là telephone hoặc là telephone ok mà chúng ta sẽ phải bật hơi ra thành telephone Ok. Tiếp theo, chúng ta một ví dụ nữa đấy chính là trường hợp thứ hai động từ này nó là hai chữ T khi viết ở trong từ, đây là hai chữ T trong từ, nhưng mà khi mà chuyển sang và trọng âm của nó chính là âm thứ hai, âm thứ hai bắt đầu bằng âm t. Ok. Tend, tend. Ok. Vì vậy cho nên khi mà phát âm từ này thì chúng ta lại cũng phát âm cái âm t ở đây trọn vẹn và chúng ta sẽ đọc nó là attend attend các con thấy âm tend tend nó bật ra rất là rõ ràng okay. thế thì một lần nữa cô nhắc lại đấy là chúng ta sẽ đọc âm t một cách trọn vẹn và đầy đủ giống như là một âm đơn lẻ khi mà cái âm tờ đấy nó nằm trong nó là một cái âm chính của là một trọng âm nó nằm trong phần trọng âm của một từ nào đó. Ok. Thì nó sẽ không bị nuốt và nó cũng sẽ không bị giản lược. Ok. Bởi vì trong tiếng Anh thì với tất cả các cái từ mà à, hoặc là các cái âm mà khi mà nói nhanh thì sẽ có hiện tượng giản lược âm hoặc là biến âm. Tuy nhiên, trong trường hợp chữ uh, tờ mà nằm trong cái phần âm uh, um, âm um cô tạm gọi là âm um tờ đi thì nó sẽ phát âm đúng trọn vẹn theo cái âm của nó khi mà âm t nằm trong phần trọng âm của từ ok à, tiếp theo một vài ví dụ khác chúng ta có ở đây là better better ok better thế thì ở đây trường hợp better và từ British 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 ở đây chúng ta có hai âm tờ này đều là đều là âm tờ nằm ở trong phần chính của của từ. Và nếu nhưng mà hai trường hợp này nó có một chút đặc biệt. Đấy là nếu như mà các con đọc theo Anh Anh thì cái âm tờ này nó sẽ vẫn được đọc là một âm tờ đầy đủ bình thường như các trường hợp ở phía trên. Tuy nhiên, trong Anh Mỹ nó lại có một chút biến đổi trong Anh Mỹ khi mà các con nghe thực tế tiếng Anh ở ngoài đời thì các con sẽ thấy là người ta người Mỹ sẽ có khuynh hướng chuyển cái âm tờ này bởi vì chữ tờ này uh, âm tờ này nó nằm ở giữa hai nguyên âm kẹp giữa hai nguyên âm là âm e và âm ơ và ở dưới thì là kẹp giữa hai nguyên âm y vì vậy cho nên là với Mỹ thì họ sẽ biến cái âm tờ thành âm đ ok đ đ uh, đ Thế thì trong trường hợp là người Mỹ thì có thể người ta sẽ đọc từ này thành better. better. hoặc là read read- okay? readish. readish thay vì là British hay là better theo kiểu của Anh Anh, okay? Thế thì đây là một trường hợp mà hai như vậy là cô vừa mới nói đến hai cái nguyên tắc à um, uh, chính và chủ đạo mà các con cần phải lưu ý. Thứ nhất là âm t sẽ được đọc trọn vẹn trong những trường hợp trong trường hợp nào? Ok, khi nó đứng ở đầu trong trong từ. Thứ hai đấy là nếu mà với anh Mỹ thì nó có đặc biệt âm t có gì đặc biệt khi mà cái âm t đấy nó đứng ở giữa hai nguyên âm. Ok, các con cần nhắm địa cần nắm rõ điều này cho cô nhé. Nào, chúng ta cùng đọc lại một lượt nữa cả bốn từ này theo cả hai phong cách anh anh và anh Mỹ. Ok? Nào, với anh anh thì chúng ta cả anh anh và anh Mỹ thì chúng ta sẽ đọc hai từ đầu không có gì khác nhau. Ok? Chúng ta sẽ đọc là telephone. Telephone. Tiếp theo, chúng ta có từ attend. Attend. Tiếp theo, chúng ta có better. Better từ cuối cùng British British. Thế nhưng với anh Mỹ thì người ta sẽ biến âm tờ ở giữa hai nguyên âm thành âm d và vì vậy cho nên người ta sẽ đọc là better British British. Ok. Thế thì cái này là một cái đặc điểm khá là đặc biệt một chút các con cần phải lưu ý để khi mà các con nghe phim hoặc là nghe bài hát thì các con có thể nhận thấy cái sự khác biệt này và nghe để phát hiện nghe cho đúng từ nhé ok rồi thế thì ở đây là chúng ta đã có âm t ok bây giờ âm t thì có thể đi với rất là nhiều các âm khác để tạo thành một cặp phụ âm ok thế thì nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen với một cặp phụ âm mà tờ âm t đi cùng đấy chính là st đấy chính là âm s ở trước rồi sau đấy là âm t. ok âm s thì các con dễ đọc rồi đúng không nhỉ âm s là một âm mà khi mà chúng ta phát âm cái âm này thì chỉ việc là khép hai hàm răng lại và để lưỡi ở giữa hai hàm răng ok rồi đẩy hơi nhẹ ra thế là chúng ta đã có âm cô hay gọi âm này là âm s ngắn ok chúng ta còn có một cái âm s dài nữa và cái cái phần này nó sẽ được kéo dài xuống như thế này, ok? Thế còn ở đây nó là như thế này thôi, ok? À, và cái âm này thì chúng ta phát âm rất là nhẹ nhàng, ok? Và thêm uh, âm t ở đằng sau nữa thì chúng ta sẽ trở thành, ok? Thế thì đây là một cái cặp vụ âm cực kỳ phổ biến, đặc biệt là với các từ có các cái đuôi mà có st ở cuối. Thế thì chúng ta hay bị mắc một điều, mắc một lỗi đấy chính là chúng ta bị bỏ quên một trong hai âm này. Ok, một trong hai âm trong cái cặp âm này mà trong khi đó chúng ta cần phải nhớ rằng là chúng ta cần phải đọc đủ cả hai âm. Ok, thì người nghe, người bản ngữ họ mới hiểu đầy đủ từ đấy là từ gì. Nếu không lại trở thành một từ khác mất rồi. Ok. Nào, bây giờ chúng ta thử ví dụ nhé Câu với từ đầu tiên có âm st ở đầu của từ, còn uh, chúng ta có từ store, st, Ok. store, store, Ok. store, store, nào, con đọc thử nhé, very good, store, Ok. Tiếp theo chúng ta có, uh, đây là ba từ mà cái âm st nó không nằm ở đầu nữa. Nếu như trong trường hợp đầu tiên là có âm. St, ở đầu thì chúng ta là người Việt ít bị đánh rơi âm, OK? Nhưng mà trong những cái trường hợp mà st ở cuối như thế này thì chúng ta phải cực kỳ lưu ý bởi vì người Việt chúng ta rất hay bị à, đánh rơi một trong hai âm ở trong này, đặc biệt là âm âm s, OK? Mà chúng ta phải lưu ý là chúng ta cần phải đọc đầy đủ cả hai phụ âm này nhé, bởi vì nó là một cặp phụ âm, OK? Nào, chúng ta có best best ok st best dễ không nào đúng không nhỉ nào chúng ta không đọc là bet bet là sang một từ khác rồi ok bỏ nếu như mà bỏ cái âm s này đi thì chúng ta sẽ chuyển sang một từ khác và khi phát âm khác như thế thì thành thành một từ khác rồi cũng hoàn toàn tương tự nếu như từ này chúng ta đọc là thay đọc không đọc là fast fast mà lại đọc là fat thì nó lại trở thành một từ từ khác rồi. Ok. Hoàn toàn tương tự. Vì thế cho nên chúng ta sẽ cần phải đọc thật là đủ hai cái âm này ở cuối. Lần lượt chúng ta đọc các từ này như sau. Best. Best. Con đọc đi nào. Đúng rồi. Ok. Lại một lượt nữa. Best. Very good. Tiếp theo chúng ta có từ fast. Fast. Nào con đọc đi. Good. Lại lần nữa chúng ta có từ fast. Excellent. Tiếp theo chúng ta có từ test. Test. Dễ mà, đúng không nhỉ? Ok. Nào. Lưu ý là chúng ta phải đọc đúng và đọc đủ mọi lúc mọi nơi đối với cả hai âm này nhé. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái phần à, một bảng các cái từ mà có đầy đủ cả âm và âm ở đây ok đây thật ra là cái bài tập bà nghe ở trong phần sách giáo khoa của các con vì thế cho nên chúng ta sẽ thực hành nghe lại một lần nữa à, và à, các con có thể bật băng ở nhà hoặc là lắng nghe cái phần này cô sẽ bật bằng cho các con nghe và các con uh, lưu ý là khi mà làm cái phần này thì cô muốn các con là đọc theo lắng nghe và đọc theo đặc biệt là nhấn vào các cái uh, đặc biệt là phải phát âm đầy đủ các cái âm mà chúng ta vừa mới học âm t và st ok a closer look one activity five listen again and repeat the words Beth. Boat. Coast. Lost. Boot. Desert. Plaster. Forest. Các con vừa mới nghe uh, băng đọc tất cả các từ rồi rồi đúng không? có thấy khó không nào? Không khó đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ thực hành đọc lại một lần nữa tất cả những cái âm này nhé. Đầu, đầu tiên chúng ta có từ desert. Desert. Âm t. Ok. T. Tiếp theo plaster. Plaster. Plast. Ok. T. Ok. Tiếp theo Forest. Forest. Forest nhớ st, ở cuối. Tiếp theo chúng ta lại có một âm st ở cuối nữa đấy chính là coast coast ok coast không phải là cốt mà là coast âm o ok tiếp theo chúng ta có boot boot ok âm t. tiếp theo chúng ta có lost lost tiếp theo boat boat âm t đúng không nào và cuối cùng lại là một âm st best, best. nào như vậy các con đã được thực hành và cũng như là biết nhận biết được rằng là âm t và âm st sẽ cần phải đọc như thế nào và trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ cần phải đọc cả hai âm đó một cách rõ ràng và đầy đủ rồi bây giờ chúng ta sẽ thử làm một bài tập nhé okay. trong cái phần này thì chính là một cái ví dụ minh họa của việc là các từ nó có thể hoàn toàn chuyển thành một từ khác nếu như các con đọc không đầy đủ cái âm trong một cặp âm mà chúng ta vừa mới nói đấy chính là cặp âm st, ok thế thì chúng ta có cái uh, cái phụ âm uh, hai phụ âm là st, ok thế thì bây giờ các con sẽ uh, đây là các cái cặp từ mà có một từ sẽ là âm st Ở cuối Một từ là chỉ có mỗi âm t Thôi ok Và tất cả những cái từ này đều có nghĩa cả Vì vậy cho nên chúng ta sẽ Cần phải luyện đọc Và để chúng ta quen với cái khái niệm Rằng là cần phải đọc đúng Các cái âm cuối Đọc đủ các âm cuối Thì mới thành các cái từ đúng Mà chúng ta đang muốn nói đến okay. Cụ thể ở đây Số 1 chúng ta sẽ có Mast. Mast. Ok. Từ thứ hai thì lại chỉ đơn thuần là mat. Mat. Ok. Cái chiếu. Ok. Tiếp theo chúng ta có nest. Nest. Cái tổ. Ok. Thế còn net. Lại chỉ đơn thuần có nghĩa là cái lưới. Hoàn toàn khác nhau. Đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta có từ last. Last last ok và từ let let ok để ok tiếp theo chúng ta có từ rest nghỉ ngơi và từ rat lại là một nghĩa hoàn toàn khác tiếp theo chúng ta có từ cost cost ok diễn viên đúng không dàn diễn viên đúng không nhỉ cost ở đây chúng ta lại có từ cat cat con mèo như vậy hoàn toàn khác nhau mà chỉ có duy nhất một sự khác biệt đấy chính là âm cuối âm t hay là âm st mà thôi như vậy các con đã thấy là phát âm đúng hay sai nó lợi hại như thế nào chưa tiếp theo cuối cùng chúng ta có từ but và từ but hoàn toàn khác nhau đúng không nhỉ OK các con hãy tự luyện đọc cái sáu uh, cặp từ này một lượt nữa rồi um, nếu có Khó khăn gì thì các con hãy uh, dừng lại để nghe cái phần uh, cô vừa đọc mẫu nhé, ok? nào, bây giờ chúng ta chuyển sang một bài tập khác, đấy chính là các con sẽ cần phải phân biệt trong tất cả những cái từ ở trên bảng đây, thì những cái từ nào là phải âm phát âm là âm t và những từ nào sẽ phát âm là âm st Okay. cái này thật ra rất là đơn giản đúng không nhỉ khi mà các con nhìn vào một từ thì cái âm st hay là âm t, phần lớn nó cũng đều đã được xuất hiện trong cái chính tả của cái từ đó rồi okay. ví dụ chúng ta có âm t ở, ở trong một từ thì nó chính là chữ cái t luôn thế còn nếu như mà có âm st, thì cũng phần lớn các trường hợp nó sẽ cũng có hai cái chữ cái là uh, sờ và chữ tờ luôn OK, nào, bây giờ các con sẽ có 30 mươi giây à, để nhìn nhanh và một phút để viết ra tất cả những cái từ thuộc hai danh sách khác nhau nhé. OK, OK, một phút rưỡi đã hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chữa luôn này. Nhìn luôn thì chúng ta thấy ở đây t âm um, chúng ta có từ wet, OK, wet. Tiếp theo từ hot ok hot but ok tiếp theo chúng ta có but ok but tiếp theo có boot eat boat bat và desert ok desert ok tiếp theo chúng ta có từ các cái từ với nhóm st thì nó gồm các từ lost, lost, cost, cost. Tiếp theo nữa chúng ta có first, không phải first mà là first. Ok. Tiếp host, không phải host mà là host. Ok. Host. Tiếp theo chúng ta có từ forest. Forest không chỉ đọc là forest. Forest là khác rồi forest, um, okay. Tiếp theo nữa chúng ta có plaster, plaster, Plast. okay. plaster, blast, okay, Blaster. Tiếp theo coast, bờ biển, coast, okay. Tiếp theo chúng ta có từ post, post, okay. Và cuối cùng chúng ta ta có nest, nest và best. Best. Ok. Rất là dễ đúng không nhỉ? Có nghĩa là nếu mà nói về cái mặt nhận diện là trong đó có những cái âm t hay là âm st. Ok. Thì khá là dễ dàng, chỉ có điều là chúng ta cần phải phát âm đủ và đúng khi mà chúng ta nói và phát âm các cái từ này mà thôi. Ok. Rồi, bây giờ các con sẽ chuyển sang à, chúng ta sẽ chuyển sang phần à, từ vựng à, phục vụ cho nội dung của unit 5 là natural wonders of the world, ok à, các cái kỳ quan thiên nhiên của thế giới hôm trước chúng ta đã được làm quen với các cái danh từ cũng như là các cái tính từ để miêu tả những cái à, phần lớn là các cái tòa nhà hoặc là các cái khu vực địa điểm nào đó mà chúng ta có thể lui tới hoặc ghé thăm OK. Thế thì hôm nay chúng ta lại sẽ uh, học những cái từ vựng liên quan đến cái hành trang mà chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị khi chúng ta đi du lịch. OK. Nào. Đầu tiên là với các cái uh, vật dụng mà chúng ta thường dùng hoặc là uh, sẽ cần đến khi đi du lịch hoặc là khi đi đâu đó. OK. Thế thì uh, đây là cái phần mà các con có ở trong sách giáo khoa. OK. Vì vậy cho nên cô nghĩ là phần này rất là đơn giản và các con đều có thể hiểu được chỉ có điều là các con sẽ chúng ta sẽ học đọc qua và làm qua cái này lại một lần nữa để đảm bảo rằng các con đọc đúng các cái từ này ok nào đây là những vật dụng mà các con cũng rất là hay gặp rồi, đúng không nhỉ? Và rất là nhiều từ trong số này chúng ta cũng đã từng được làm quen ở trước đây. Thế thì lần lượt nhé, chúng ta sẽ nối đầu tiên từ plaster. Plaster. Nó chính là phần từ giống như kiểu Băng dính ở gâu Đúng không nhỉ Băng ở gâu Để chúng ta có thể Chọn uh, Gì nhỉ Băng vết thương Đúng không nhỉ Vì thế cho nên đáp án của nó sẽ là C Plaster Tiếp theo chúng ta có từ Scissors Scissors Các con lưu ý Từ này có âm S Ở cuối Âm Z ở cuối Vì nó là một danh từ số nhiều Ok Scissors Cái kéo Đúng không nhỉ Vì vậy đáp án của nó sẽ là B. Tuy nhiên các con lưu ý một điều, cái scissors này mặc dù chúng ta rất hay dùng đến nhưng mà nếu các con đi máy bay thì lại sẽ không được mang theo đâu nha. Ok. Tiếp theo, chúng ta có từ walking boots. Walking boots. Ok. Thì ở đây có t, walking boot. Ok. Nhưng mà nhớ là còn có t ở cuối nữa, walking boots, nó chính là cái này đúng không nhỉ? Chính là f nó là là bốt để đi bộ đúng không nhỉ? Nó ủng. Ok. Tiếp theo chúng ta có từ sleeping bag. Sleeping bag. Very easy. Ok. Sleeping. And this is a bag. Ok. So this is a, a sleeping bag. Ok. Dễ rồi đúng không nhỉ? Vì vậy đáp án 4 là E. Ok. Tiếp theo chúng ta có từ painkillers. Painkillers. Pain là cơn đau. Killers là diệt cái đối tượng dùng để diệt hoặc là giết hoặc là uh, triệt uh, hoặc là trừ một cái gì đó thế bây giờ cái gì đó mà để giúp chúng ta loại trừ cơn đau thì nó chính là thuốc giảm đau ok painkillers painkillers các con lưu ý ở đây có z. Okay? Z. ok rồi số nhiều tiếp theo Vì vậy, vậy cho nên đáp án của năm là là A. Ok. Tiếp theo chúng ta có 6 là backpack. Backpack. Back là lưng, pack là gói. Một gói đồ mà chúng ta mang sau lưng ấy thì nó sẽ chính là ba lô, đúng không nhỉ? Backpack. Rất hợp lý đúng không nhỉ? Vì vậy đáp án của nó sẽ là G. Ok. Tiếp theo chúng ta có sun cream. Sun mặt trời, cream kem. Kem để chống lại nắng, chống lại mặt trời thì chính là kem chống nắng rất dễ để nhớ đúng không nhỉ tuy nhiên các con lưu ý sun cream ok sun cream trọng âm ở âm đầu tiên sun cream sun cream không đọc là sun cream sun cream ok tiếp theo chúng ta có từ compass compass nó chính là từ compa ok compass nhớ âm s ở cuối cho nên là không đọc là compass mà đọc là compass, ok khác nhau nha, ok rồi như vậy phần này cô đoán là rất là dễ với các con. nào, bây giờ chúng ta sẽ thử thực hành tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một phần bài tập từ vựng khác và nó cũng liên quan đến các cái uh, danh lam thắng cảnh uh, hoặc là tên của các cái địa điểm mà chúng ta thường lui tới mà nó thường là của tự nhiên nhé. Nào, chúng ta sẽ có lần lượt các từ này. Câu 1 có island. Island. Các con nhớ ở đây âm này, âm s này là một âm công. Chúng ta không đọc từ này là Iceland. Iceland là một từ khác, nó chỉ tên nước Iceland rồi, ok? Còn đây nó là island, một hòn đảo, ok? Tiếp theo, mountain, núi, trọng âm đầu tiên mountain tiếp theo bay bay chúng ta có hà long bay ok không đọc là hạ long bay ok hà long bay âm a ok tiếp theo chúng ta có từ building building ok âm e d ok building âm y dài hôm trước chúng ta đã học rồi ok building tòa nhà. Thế thấy thì ở đây chúng ta đều thấy là tất cả ba a b c đều là những cái um, thuộc về tự nhiên, còn cái này là tòa nhà cho nên đáp án sẽ là d, ok. Tiếp theo chúng ta có câu 2, long. Dễ giờ đúng không nhỉ? Deep, sâu, ok. Tiếp theo wonderful, tuyệt vời. D high là cao cao OK. Thế thì tất cả các cái đáp án A, B và D đều là các cái câu chỉ kích thước đúng không nhỉ? Dài, rộng, sâu à dài, sâu và và cao. Chỉ có duy nhất mỗi C, wonderful là tuyệt vời. OK. Khi mà chúng ta muốn mô tả một cái vị trí một cái à, điểm à, một cái à, nơi nào đó mà nói là wonderful is wonderful rất là tuyệt vời. OK. Tiếp chúng ta có câu 3 là rock, rock rock đá tiếp theo waterfall waterfall nhớ trọng âm ở đây waterfall nơi mà nước nó chảy từ trên cao xuống thì nó chính là thác nước ok waterfall tiếp theo river 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 cũng trọng âm đầu tiên sông đúng không nhỉ tiếp theo chúng ta có lake lake like lake, ok, hồ. Như vậy, đáp án dễ dàng nhìn thấy chính là câu A, ok. Tiếp theo chúng ta thấy câu 4, watch, xem. Nhưng mà watch thì thông thường là xem TV, watch TV. Tiếp theo, see là thấy hoặc là nhìn thấy, ok. See hoặc là à, tham quan chúng ta cũng sẽ dùng từ see hoặc là đi xem phim chúng ta cũng sẽ dùng từ này go to see a movie ok tiếp tiếp theo chúng ta có từ enjoy tận hưởng hoặc là thích ok tiếp theo chúng ta có từ look nhìn ok như vậy cả a b và d đều là các cái từ để chỉ hành động nhìn ok hoặc là xem chỉ có duy nhất mỗi C là từ để mô tả cảm xúc, OK? Hoặc là à, cái um, trạng thái thích của mình, OK? Tiếp theo chúng ta có năm đấy là biggest, biggest, to nhất. Tiếp theo chúng ta có từ quieter. quiet. Ở đây là đuôi er, mà hôm trước chúng ta đã được học đuôi er này lên thêm vào ngay sau từ quiet yên tĩnh Thế khi mà thêm er này thì các con đã nhớ nó là cấu trúc gì chưa đúng rồi nó chính là so sánh hơn của quiet yên tĩnh hơn ok tiếp theo chúng ta có từ best ok lại là est giống với a ở trước và smallest lại cũng là small nhưng mà lại cũng có cái đuôi est ở cuối smallest ok như vậy nhìn chung là chúng ta đã thấy cả năm đáp án này thì chỉ có duy nhất mỗi b là dạng so sánh hơn thôi đúng không nhỉ vì vậy đáp án của câu cuối nó sẽ là quieter ok nào bây giờ chúng ta sẽ thử sức tiếp với một bài tập nữa nhé trong bài tập này các con sẽ được làm quen với các cái từ mới nhưng mà bài tập từ mới này nó lại là phần giải ô chữ Ok Thế thì các con hãy nhìn vào phần gợi ý ở đây và à, hãy dành ra 5 phút để giải 10 câu đố này nhé 10 từ tương ứng vào 10 ô trống A à, 10 à, các cái à, cột dọc và cột ngang ở trên phần câu đố này Ok nào à, 5 phút hết rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa bài nhé câu số 1 chúng ta có từ very good. Ok. Very good. Cái này có vẻ khó nha. Từ gì mà lại nó lại bằng nghĩa với từ very good. Nó chính là một từ mà lúc nãy chúng ta đã được học. Đây chính là từ bắt đầu bằng V kép và lại kết thúc bằng chữ L. Nó chính là từ wonderful. Ok. Wonderful. Ok W O N D E R F U L. Okay, number one. Now, number two, a large area of land that has very little water and a very few plants. Okay, or Sahara, nó chính là để chỉ sa mạc đúng không nhỉ? Sa mạc chúng ta sẽ có desert. Okay, desert thì xuất phát từ chữ cái đầu tiên là d ok then e ok then s and e desert ok các con lưu ý từ này nếu như mà chúng ta thêm một chữ s vào nữa và đọc là dessert thì nó lại có nghĩa là là đồ trắng miệng ok còn ở đây nó đang là sa mà một chữ S và đọc là desert. Ok. Nếu mà hai chữ S có nghĩa là thêm một chữ S vào đây nữa thì chúng ta sẽ phải đọc nó là dessert, món trắng miệng. Ok. Khác nhau hoàn toàn nha. Ok. Rồi, tiếp theo số 3 chúng ta có wonderful or excellent. Có nghĩa là một từ nó tương ứng với nghĩa của từ wonderful hoặc là excellent. Số 3 chúng ta xem nào. Ở đây nó có a -R -L thì nó chính là từ marvelous M, A, R, V, E, OK, double L, O, U, S. Remember, S at the end. Cái okay. âm um, ở cuối, cho nên chúng ta sẽ phải đọc là marvelous. Không chỉ, không được đọc là marvelous. Marvelous, OK, âm um, S. Tiếp theo, chúng ta có số 4, not deep. Khi cái gì đó mà nó không có sâu thì nó có nghĩa là cạn đúng không nhỉ? Cạn thì chúng ta đã được học đã từng được nghe bài hát rồi đúng không nhỉ? Shallow, ok? Shallow. S H A O L N O W, ok? Shallow. Trọng âm ở đầu tiên, shallow, ok? Tiếp theo, number 5. Chúng ta có hard as a cứng như cái gì? Hard as a rock, đúng không nhỉ? Cứng như đá thì chúng ta sẽ có number 5 là R O C và K, ok? Tiếp theo, number 7 seven. seven, the land beside or near the sea. Cái phần đất mà gần hoặc là sát với bờ bị sát với biển thì nó chính là bờ biển. Bờ biển lúc nãy chúng ta đã được đọc rồi, nó chính là từ coast ok có st ở cuối và ở đây nó là uh, S, o và a ok chữ cái o này A tiếp theo năm eight, chúng ta có hoàng sa chúng ta có trường đảo quần đảo hoàng sa đúng không nhỉ chúng ta đã học từ đảo lúc nãy rồi đấy chính là island bây giờ quần đảo thì nó có nghĩa là nhiều đảo thì chúng ta chỉ việc là thêm s ở cuối ok island ở đây lúc nãy cô đã nhắc Island thì cái chữ S này là có Nhưng mà khi đọc thì lại là âm câm Vì vậy cho nên chúng ta sẽ viết thêm là L A N D S Và chúng ta sẽ đọc từ này là Islands Islands Ok Tiếp theo chúng ta có Number 9 Number 9 uh, Tourists prefer swimming at Nha Trang Ok Khách du lịch thì thích bơi ở biển Nha Trang, bờ biển Nha Trang, ok? Chúng ta sẽ có từ beach, ok? Từ này thì chúng ta đã gặp và làm quen quá nhiều rồi đúng không nhỉ? B E A C H. Đúng rồi. Tiếp theo number number 9. Now, the uh, number 10 we have số 10 chúng ta có là Hạ Long. Hạ Long Bay, ok? Hạ Long Bay. A-Y Ok. Và từ cuối cùng nữa, đây chính là số 6. Đỉnh núi Everest là núi cao nhất trên thế giới. Thế thì khi mà nói muốn nói là đỉnh thay vì nói là một ngọn núi thì chúng ta sẽ bỏ cái phần tần này đi mà chúng ta sẽ chỉ việc mount. Ok. Mount M O U N T. Ok. Mount. Âm t ở cuối nhé. Các con lưu ý. Mount. Okay. Nào, bao nhiêu bạn làm đúng được hết toàn bộ phần 10, cả 10 từ này là cực kỳ xuất sắc, sắc đây nha. Ok, như vậy trong buổi hôm nay chúng ta đã được làm quen với hai nội dung chính của bài học số 5, những nội dung đầu tiên và sẽ giúp cho các con làm quen với bài 5 à, thật là dễ dàng hơn. Đây chính là cách phát âm của hai âm, đấy là âm t và âm st. Ok, cũng như là các cái từ vựng liên quan đến nội dung travel. And traveling. Okay. trong buổi học hôm sau thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần a close look to okay. à, cảm ơn các con đã tham gia cùng với cô hôm nay hẹn gặp lại các con trong buổi học sau see you